cho các bạn chúng ta đang theo dõi phần dạy grammar của cuốn Smart Choice số 2 này, và bài này là bài số 9. Chúng ta xem cuốn sách số 9 là gì nhé. Tên của nó là The Past Continuous Tense, thì quá khứ tiếp diễn. Cái past là cái ví dụ, và sau đó phần thành ngữ 1, 2, 3 và test. Ở trên slide sẽ có. Okay.
push more. Learning. Learning. I was learning. She. Me. Wisdom. Worry. I was learning. See? No more learning. Let's say, was I? Was he? Was it? Okay. Okay. And which boy on last word? Was I learning? Were you learning? See? Me? Hey? We? Hey? Pronunciation. Okay, tiếp là probably. Cái việc đọc cổ, việc đọc cổ. Nào, I will get up before and you will get up. I said, I was learning. I was learning. You were learning. She was learning. He was learning. He was learning. We were learning. They were learning. I repeated it with affirmative. And I said, I was learning. You were learning. She was learning. He was learning. He was learning. We were learning. They were learning. Now I read affirmative and you change it into a grid. And I said, I was learning. She was learning. He was learning. He was learning. We were learning. We were learning. They were learning. Now I wrote like, look at the gesture. Now look at me and look at me and say again. I. He. She. It. We. They. Again. 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 Yeah, right. And then to be here, let's get a set up. Was. I was. Yeah, and then working, learning. I said, I was learning. Yeah. Yeah. Right. Yeah. Negative form, I said, okay. Wasn't. Worried. Wasn't learning. Worried learning. I was learning. Interrogative question, which means for subject, man. I said, ah, was that? For you? Was he? Was he? Was it? For me? For they? Right. And then working, learning, I said, was that learning? Let's have a look gesture. Kita perlu progression. Once again, you, I, you, she, it, you, they, your father, your mother, your parents, your dog, you, worry, will you learn? Is that learning? Is it learning? Is she learning? Is it learning? Would you learning? Were they learning? Was she mother learning? Was the father learning? Was she dog learning? Yes. And? I asked, and you answered in the form. That's now for you. What's that? Was he? Was she? Was it? For you? For them? Yeah. Was your father? Was your mother? Was your dog? Yeah. Good. Now, were you learning? Was I learning? Was he learning? Was he learning? Was he learning? Were you learning? Were they learning? Yes. Good. Assumptive pronunciation. Mình nhớ một bài nào, một bài thi nào mà nó là mình dạy mới thì chúng ta phải có một bài dạy pronunciation đi. Một bài review thôi. Chưa vào phần này.
chúng ta còn thiếu phần này. Đó là uses. Use the past continuous tense to express. Khi tôi đang đi học thì bạn gọi sáng nay không biết bây giờ nhưng mà lúc mà tôi đang đi học thì bạn gọi trong khi ngoài
Why? Why I was sleeping you are home? Why was the physical you call me? Okay. You have conjunction. When or where, why are you knowing? We call on you. Past continuous. We call on you. Past continuous. Past continuous. When? Past continuous. Hoặc là why are you doing that? Với past continuous. Rồi past continuous. Hoặc là câu past continuous này là mình trước khởi đầu. Rồi tôi quen. Past continuous. Đến nhiều lần rồi. Về past tense. Phần lý thuyết gồm có tên của thì công thức về cái phần conjugation rồi cách sử dụng của cái past continuous. Giờ đây, ok. Các example mở cái audio lên họ nghe xong dịch tiếng Việt. Ta chuyên gia sẽ ra cho bạn vậy. Tôi bị đau một mối khi mà viên trong cái lái xe đến bệnh viện thì tôi nghe gặp cái tai nạn đáng sợ. Chuyện xảy ra vậy. Tôi đang là chơi bóng đá thì tôi đâm vào một người khác. Nhưng mà tình là khi thì nghe nó hơi buồn cười chút xíu. Ví dụ đây bóng đá khi tôi đâm cái người khác. Tôi đang là học và lớp phát nguồn research và cái nghiên cứu về nước sống research ở đây người ta gắn về cho cái luồng này để gió thổi và quy luật gió mà đang học lớp phát nguồn thì tôi đâm vào cái người nào đó chưa là khi mà tôi đâm một người đó thì đó là tôi đang làm một lớp phát nguồn. Rồi, hiểu nghĩa rồi thì tập tập. Ok. Rồi, có câu hỏi, câu trả lời thì rộng lên. Task 1. Đưa ra yêu cầu đề bài. Cho thời gian là làm xong thì hỏi visual để các bạn đáp án. Hello, là anh cũng yêu nhiều rồi. Ok. Để đáp án visual. Rồi, đáp án rồi thì hiểu nghĩa. Dịch thêm thôi. Nó có cái tiếng Việt cái từ đó là những từ mới hoặc là bên ngoài cái gì mà cái nó dễ đó. Rồi có những cái statement nối lại với nhau rồi thì là problem là câu hỏi, đó là statement cho nên là giáo viên phải đọc cái A là câu hỏi. Ví dụ là when did you sprain your ankle? Thì là cái statement của em sẽ như vậy nè. Tương tự như vậy chúng ta đặt câu hỏi cái này, cái này vân vân. Đó là statement thì mình đặt câu hỏi em kiểm tra lại. Rồi qua cái cuối cùng là sau đó đây là cái hiệu quả thì học viên A sẽ là người đặt lại các câu hỏi với nhân viên và học viên B là người trả lời. Trả lời thì rồi, và cái này sẽ tương tự như vậy. Và test 3. Như vậy chúng ta đã xem xong cái hướng dẫn dạy cái bài số 9 trong môn Smart Choice số 2 này và grammar và cái tiêu điểm nó có tên là The Past Continuous Tense. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.